Hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, dương lịch 2020, Phật lịch 2564. Thông điệp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước. Trong một ngày trăng tròn cách đây 2644 năm, một con người bất diệt của thế giới đã thị hiện, đó là Đấng Như Lai, chính đẳng chính giác, Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kỷ niệm ngày đản sinh của Ngài là khoảng thời gian thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta tôn vinh tư tưởng giáo lý và những giá trị đạo đức vượt thời gian của chính Pháp, Tứ Thánh Đế và con đường diệt khổ được minh chứng bằng thực tế lịch sử cuộc đời của Đức Phật. Để dạy người dân nước Phaizi chống giặc, xây dựng đất nước được cường thịnh, Đức Phật đã chỉ dạy Ngài Ananda. Này Ananda, khi nào nhân dân nước Phaizi tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết, này Ananda, nhân dân nước Phaizi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, khi nào nhân dân nước Phaizi không tự ý ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được nhà nước ban hành, sống đúng với truyền thống của người dân Phaizi như đã ban hành thuở xưa, này Ananda, nhân dân nước Phaizi sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Những lời dạy của Đức Phật về sự đoàn kết, sự đồng thuận xã hội đó được ghi trong Kinh Trường Bộ, Phẩm Đại Bát Niết Bàn, vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta ngày hôm nay khi nhân loại đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19, đương đầu với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 đã hoành hành trên toàn cầu, tác động sâu sắc và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội của tất cả các quốc gia. Dù là vô hình và siêu nhỏ, song SARS-CoV-2 đã làm cho hơn 2 triệu người bị nhiễm bệnh và hàng vạn người tử vong. Nó đã thực sự làm cho thế giới lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Nhân loại thực sự phải thức tỉnh trước đại dịch này. Mỗi quốc gia, mỗi công dân của một đất nước đều phải trở về với hành động chính niệm trong sự tỉnh thức, nhìn nhận về văn hóa sinh hoạt, về ý thức đồng thuận trong xã hội và trên hết là phải học tập theo các công dân Phaizi thời Đức Phật. Nhưng mùa Phật Đản năm nay, trước đại dịch COVID-19, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán thán chư Tôn Đức Tăng Ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng, đồng thuận nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống bệnh dịch, chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ngăn ngừa sự lây nhiễm trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Tăng Ni đã có nhiều thời khóa nhất tâm tụng kinh cầu bình an hàng ngày, hồi hướng năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc, chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an.
Đồng thời, giáo hội cũng đã có sự phát tâm đóng góp kịp thời tham gia tích cực lời hiệu triệu tinh thần, tương thân tương ái của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Để báo đáp thù ân của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi mong muốn toàn thể chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, phát triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kính chúc chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử kỷ niệm ngày Vesak Phật lịch 2564, dương lịch 2020 năm nay, mặc dù giữa thảm họa bi kịch của nhân loại, nhưng vẫn có được niềm an ủi từ thông điệp từ bi bao la của Đức Phật và luôn luôn an lạc trong chính pháp. Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đà Ký, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự, Diễn văn Phật đản, Phật lịch 2564, dương lịch 2020 của Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, kính thưa quý vị cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, thưa quý liệt vị. Hơn lúc nào hết, đây là thời khắc mà nhân loại tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết, tỉnh thức, nhận biết về bản thân, hành động của mình, nhận biết về thế giới xung quanh và quan tâm hơn đến vận mệnh của nhân loại. Đây cũng đồng thời là thời điểm để tất cả chúng ta nhận chân giá trị, cùng suy niệm những bài học từ chính cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như những lời dạy cao quý của Ngài cho cuộc sống hôm nay. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Tam Bảo, Đức Phật có dạy: Này tỳ kheo, có ba loại bệnh lớn. Những gì là ba? Đó là tham, sân và si. Song ba loại bệnh lớn này lại có ba thứ thuốc hay để chữa trị. Những gì là ba? Nếu lòng tham khởi lên thì thường trị bằng tư duy bất tịnh đạo. Nếu bệnh lớn là sân, thường trị bằng tâm từ bi và tư duy từ tâm đạo. Nếu bệnh lớn là ngu si, thường trị bằng trí tuệ và duyên khởi đạo. Tam bảo là mạch nguồn của hạnh phúc và an lạc cho tất cả chúng sanh. Mùa Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn ra trong thời điểm thế giới xảy ra những tổn thất nghiêm trọng và vô cùng đau lòng. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hệ lụy của nó sẽ kéo theo sự khủng hoảng toàn cầu, sẽ làm thay đổi các cách thức vận hành và sinh hoạt xã hội. Trong bóng tối bao trùm của thảm kịch to lớn này, thông điệp của Đức Phật
về giáo lý duyên khởi là nền tảng cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ hành tinh trước sự hủy hoại của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa sinh ra dịch bệnh, và giáo lý về lòng từ bi, trí tuệ càng thôi thúc chúng ta phải mở rộng tình thương yêu, đùm bọc, che chở đồng loại, đặc biệt là đối với những thành phần đang cần sự giúp đỡ trong xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bùng phát và lây nhiễm, tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi Bộ, Phẩm Chuẩn Đoán. Đức Phật đưa ra 4 liệu pháp khi giúp đỡ một bệnh nhân, một vị lương y phải làm. Thứ nhất, phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh. Thứ hai, đạt được sự hiểu biết thấu đáo về căn bệnh. Thứ ba, quy định loại thuốc thích hợp để chữa trị căn bệnh. Thứ tư, hoàn toàn chữa khỏi, không cho bệnh tái phát. Ngoài 4 tiêu chuẩn thông thạo này, Đức Phật dạy chúng ta phải thể hiện một tâm hồn bao dung, độ lượng, phải xem bệnh nhân như người bạn thân yêu nhất của mình. Như chúng ta đều nhận thấy, tất cả các chính phủ đều nỗ lực bằng mọi cách để bảo vệ sự sống, đem đến sự an toàn cho các công dân của mình. Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy ở đó sự khác biệt của nghiệp và nhân quả. Hãy dành một phút trong chính niệm để chúng ta cùng tưởng niệm và cùng chia sẻ những mất mát đau thương, cùng cầu nguyện cho các nạn nhân đã chết do bệnh dịch COVID-19 được vãng sinh về cõi an lành. Với truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết dân tộc mãnh liệt, Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các địa phương, các hệ thống chính trị, các tôn giáo và toàn xã hội đã đoàn kết, chung tay đồng lòng một cách kịp thời, quyết liệt, đồng bộ để làm nên một chiến thắng giặc COVID-19, làm cho cộng đồng thế giới phải khâm phục. Thưa quý liệt vị, đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử là truyền thống của Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian qua, hưởng ứng tinh thần chống dịch như chống giặc, các ban trị sự đã có nhiều hoạt động kịp thời kêu gọi Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, ủng hộ mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết cho các bệnh viện, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và chăm lo đời sống cho người lao động trong hoàn cảnh khó khăn mùa dịch. Tăng Ni và các cơ sở tự viện đã thực hiện tốt việc cấm túc để tránh dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, hành trì lễ niệm nguyện cầu cảm ứng đạo giao của 10 phương chư Phật để dịch bệnh sớm tiêu tan, cho chúng sinh muôn nơi được bình an, đất nước sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội. Kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ năm nay, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam, các ban, viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự, ích đạo lợi đời, trong bối cảnh thực tế do tác động của đại dịch, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn Phật tử thích ứng với tình hình mới, đẩy mạnh truyền thông Phật giáo trên tất cả các nền tảng hệ sinh thái số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, online để chuyển tải các hoạt động Phật sự trong đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi trí tuệ của Đạo Phật nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết nối và mở rộng các hoạt động đối ngoại, nhân dân thông qua ngoại giao văn hóa, Phật giáo,
góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Trên tinh thần an nhiên, tự tại qua lăng kính của quy luật vô thường, xin kính chúc chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự cũng như thế sự trong hào quang gia hộ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương. Cách đây 2644 năm, vào ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch, tại khu vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Ca Tỳ La Vệ thuộc miền Bắc Ấn Độ, xuất hiện một sự kiện vĩ đại làm rung chuyển cõi nhân thiên. Đó chính là sự kiện Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất đản sinh xuống trần gian qua hình hài Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Kinh sử miêu tả sự kiện hy hữu này: khi vừa lọt lòng mẹ, Ngài đã thị hiện tính vĩ đại của một bậc giác giả. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Vườn lâm chợt thấy hoa đàm nở, muôn vạn tinh vui trỗi nhịp đàn. Nhưng sự kiện hy hữu này, những người con Phật trên toàn thế giới hàng năm lấy ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch làm ngày Phật đản, hay còn gọi là đại lễ Vê Sắc, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là kỷ niệm ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày Ngài nhập Đại Bát Niết Bàn. Mục đích chính là tôn vinh giá trị những giáo lý do Ngài mang đến cho chúng sanh cõi Ta Bà. Vì vậy, cứ mỗi lần Phật đản trở về, chúng ta có dịp ôn lại những lời Phật dạy để ứng dụng vào cuộc sống và nhắc nhở cho toàn nhân loại về những giá trị ấy, mong muốn góp phần làm tăng trưởng các phẩm chất tốt đẹp của con người và giảm thiểu những khổ đau mà con người đang gặp phải. Đi trước tầm nhìn của các nhà khoa học, Đức Phật đã thấu suốt sự quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người, nên Ngài luôn yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Hình ảnh cuộc đời Đức Phật đã cho thấy Ngài là một bậc giáo chủ duy nhất sinh dưới cây vô ưu tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. Trong quá trình xuất gia tìm đạo, Ngài luôn hành trì tu tập giữa lòng thiên nhiên, và đặc biệt Ngài thực hành thiền định cho đến giác ngộ quả vị vô thượng chính đẳng chính giác dưới gốc cây Bồ Đề, rồi chuyển pháp luân thuyết pháp lần đầu tiên độ năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển ở thành Ba La Nại, và cuối cùng nhập niết bàn dưới hai cây Sa La tại thành Câu Thi Na. Song song đó, trong quá trình du hóa độ sanh, mặc dù Ngài chưa đặt nặng vấn đề bảo vệ môi sinh, nhưng với trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi băng vui cứu khổ, Đức Phật đã luôn chủ động tìm cách xây dựng cho mình và tăng đoàn một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, tạo ra những đạo tràng tu tập thích hợp hướng tới giác ngộ và niết bàn dựa vào thiên nhiên. Ngài đã quán chiếu sự tác hại của việc hủy hoại môi trường, nên đã răn dạy tăng, tín đồ hãy đến với thiên nhiên như loài ong hút mật mà không làm tổn hại đến hoa.
như ông chỉ lấy nhụy, không hại hương sắc hoa. Cũng vậy vì Sa Môn ra vào giữa thôn làng. Kinh Pháp Cú kệ số 49. Trước vấn nạn thiên tai dịch họa đang hoành hành, Phật tử chúng ta cần nhớ lời Phật dạy: thiên tai dịch họa không do thần linh nào ra tay giáng họa cho con người, mà chính do con người với lòng tham vô độ và với hành vi tàn phá thiên nhiên trong nhiều thập kỷ qua, đến nay đã kết thành quả xấu mà chính con người phải gánh chịu. Như trong kinh Pháp Cú: lành dữ cũng do ta, ô nhiễm cũng do ta, không ai có thể làm cho ta ô nhiễm. Từ nhận định trên, mỗi người không nên trông chờ vào sự cứu rỗi của bất cứ thần thánh nào, mà cả nhân loại phải nhận trách nhiệm về hậu quả do con người gây ra và dũng cảm đương đầu với mọi khổ đau do thiên tai dịch họa mang lại. Chỉ có tâm hối hận sâu sắc cùng với những hành động quyết liệt nhằm cứu lấy môi trường sinh thái mới có thể vơi bớt phần nào sự phẫn nộ của thiên nhiên. Lý duyên khởi của đạo Phật dạy: cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đức Phật đã chỉ ra rằng mọi sự sống trên hành tinh và cả trong vũ trụ đều tác động lẫn nhau. Bất cứ một ý nghĩa, lời nói hay hành động của con người đều sinh ra tác động nhiều hay ít lên sự sống xung quanh. Tất cả những hậu quả ấy đều do con người trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra bằng lòng tham, hận thù và si mê của chính mình. Chỉ khi nào nhân loại biết thiểu dục tri túc như lời Phật dạy, bớt sống ích kỷ hưởng thụ, bớt tàn phá thiên nhiên, bớt đi gây chiến tranh với quốc gia khác, bớt chế tạo vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh hóa để giết nhau, thì môi sinh trên trái đất này mới trở lại hiền hòa. Những thứ virus độc hại mới không sinh ra nữa. Trong đời sống hiện đại, với những xa hoa vật chất, vì tham, sân si, chi phối nên người ta đấu đá, kỳ thị nhau, giành giật mọi thứ. Lời dạy của Đức Phật về từ bi, vị tha, hòa hợp dường như bị lãng quên, thậm chí bị nhạo báng, cho rằng những điều Phật dạy là cản trở sự tiến bộ của xã hội loài người. Nhưng chỉ có khổ sở trong hoạn nạn, khó khăn trong đại dịch, con người mới cảm nhận được tình thương, sự chia sẻ, sự chung sức chung lòng của cộng đồng trong xã hội là quý báu biết chừng nào. Bây giờ thế giới mới thấy rõ và công nhận, nơi nào mọi người trong xã hội có tình thương, biết chia sẻ, biết hòa hợp, đoàn kết, thì nơi đó việc chống lại đại dịch Covid-19 đem lại kết quả tốt đẹp. Toàn thể tăng ni, tín đồ Phật tử hãy cùng thực hiện tốt những quy định và hướng dẫn của chính phủ, ngành y tế và công văn chỉ đạo của Trung ương Giáo hội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng hòa hợp thực hành hạnh phụng sự lợi tha, tương thân tương ái, chia sẻ những phần quà yêu thương đến với những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Quỹ tăng ni giảng sư hãy phát tâm thuyết giảng phát trực tuyến online, đáp ứng nhu cầu tu tập của tăng ni, tín đồ Phật tử trong và ngoài nước, cùng nỗ lực chung tay góp sức trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Kính mừng Phật Đản, Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, tất cả người con Phật luôn tâm niệm một cách sâu sắc rằng những điều Phật dạy vẫn còn nguyên giá trị suốt 26 thế kỷ qua và mãi mãi mai sau sẽ ngày càng sáng tỏ tính chân lý giải thoát. Giờ đây, khi tác hại của sự biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn thế giới, bắt buộc nhân loại phải giật mình và suy nghĩ lại xem
xu thế phát triển của con người như hiện nay là đúng hay sai? Sự phát triển đời sống vật chất dựa trên nền tảng tiêu dùng phung phí, trong đó lợi nhuận và đồng tiền trở thành thế lực khủng khiếp chi phối toàn bộ ý nghĩ, lời nói và hành động của mỗi con người chúng ta. Kính mừng ngày Phật Đản năm nay, toàn thể Phật tử chúng ta hãy dành nhiều thời gian để suy ngẫm thêm về những điều trên đây và hãy biến những điều Phật dạy thành hiện thực trong đời sống xã hội hôm nay để góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đó chính là việc thiết thực nhân ngày Phật Đản thiêng liêng đang về với nhân loại. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm.